được ví như là công chúa trong nền chính trị Hàn Quốc, sống gần hai thập kỷ trong dinh thự của Tổng thống xa hoa, lộng lẫy ở giữa thủ đô Seoul tráng lệ. Bà Park Geun-hye, con gái của cố Tổng thống Park Chung-hee, được xem là hình mẫu lý tưởng của một nữ lãnh đạo Hàn Quốc. Song vinh quang, địa ngục và đầy bất hạnh là những gì mà bà Park Geun-hye phải trải qua. Chỉ 3 tuần sau khi phế truất, con đường mà bà Park phải đi lại chuyển từ nhà xanh đến nhà tù. Thưa quý vị và các bạn, chính thức vào ngày hôm qua, cựu nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, đã bị một tòa án phê chuẩn lệnh bắt giữ với các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Đây là kết cục bi thảm cho sự nghiệp chính trị của bà Park Geun-hye, người lên nắm quyền 4 năm trước với cam kết về một nhiệm kỳ tổng thống, làm việc theo nguyên tắc, đáng tin cậy và không tham nhũng. Bà Park Geun-hye là cựu tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc bị bắt do các cáo buộc về phạm tội sau hai ông Rotaku và Chun Doo-hwan. Ngày 30 tháng 3, bà Park Geun-hye đã phải trải qua 8 tiếng lấy lời khai tại tòa án quận trung tâm Seoul và cũng bị giữ lại văn phòng công tố ở bên cạnh trong khi thẩm phán xem xét các bằng chứng và lời bào chữa để quyết định xem có ra lệnh bắt giữ hay không. Bà Park thường tránh từ chối có mặt tại các phiên tòa xét xử của tòa án hiến pháp, vì thế việc bà có mặt tại phiên xét xử ngày 30 tháng 3 được cho là một cố gắng tuyệt vọng để không bị tống giam. Cho đến rạng sáng ngày 31 tháng 3, trong một tuyên bố trước báo giới, thẩm phán Kang Bu-yang thuộc tòa án quận trung tâm Seoul khẳng định việc bắt giữ kẻ tình nghi là hành động cần thiết và hợp lý, đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra một phần do lo ngại nghi phạm có thể sẽ cố gắng hủy bỏ các bằng chứng quan trọng này. Bà Park có thể bị giam giữ trong nhà tù 20 ngày trong quá trình điều tra các cáo buộc liên quan đến 13 cáo buộc hình sự, trong đó có tham nhũng, lạm quyền, ép buộc hối lộ, tiết lộ bí mật của chính phủ. Các công tố viên sẽ chính thức đưa ra mức phạt đối với bà Park vào tháng 4 tới. Cựu Tổng thống Hàn Quốc có thể phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam nếu bị kết tội nhận hối lộ từ những ông chủ tập đoàn lớn, bao gồm Phó Chủ tịch Samsung J.E. Lee, để đổi lấy những ưu tiên nhất định. Hiện tại, bà Park vẫn phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình. Quyết định này của tòa án rất hợp với lòng dân và đúng với những gì chúng tôi kỳ vọng. Việc cựu Tổng thống Park Geun-hye luôn tránh né sự thật và chối bỏ mọi cáo buộc khiến hơn 70% người dân Hàn Quốc muốn bà bị bắt giữ. Bà Park Geun-hye đáng ra không nên làm những chuyện như thế. Bà Park vẫn đang phủ nhận mọi điều, đó là điều không hay. Khoảng 2 tiếng sau phán quyết trên, bà Park với khuôn mặt xanh xao và không biểu lộ cảm xúc đã được đưa tới trung tâm giam giữ Seoul nằm ngay bên ngoài thành phố cùng với hai nữ điều tra viên hộ tống. Tuy nhiên có điều khiến bà vẫn cảm thấy an lòng hơn một chút khi có khoảng hơn 50 người đứng bên đường ủng hộ vẫy tay gọi tên bà. Việc buộc tội này không có chứng cứ hợp lệ. Đó là lý do tại sao những người yêu nước như chúng tôi tập trung lại ở đây để nêu ý kiến cho rằng bà Park không nên bị bắt. Trong khi đó, khoảng hơn 2.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh gần trụ sở tòa án. Theo các quan chức viên công tố Hàn Quốc, bà Park có thể bị giam giữ trong một phòng giam rộng hơn những người khác tại trại giam Seoul, nhưng bà vẫn phải tuân thủ mọi quy định về tất cả các điều kiện khác, từ bữa ăn cho tới kiểm tra phòng. Sự nghiệp chính trị của cựu Tổng thống Park Geun-hye sụp đổ lại là cơ hội để các chính đảng bước vào cuộc so găng trong cuộc đua tìm Tổng thống vào tháng 5 tới. Đây được xem là cơ hội nhưng cũng là thử thách không hề nhỏ đối với các đảng chính trị ở Hàn Quốc. Vì thế, ngay sau khi bà Park Geun-hye bị bắt, các đảng chính trị Hàn Quốc đã có những phản ứng khác nhau. Đảng Hàn Quốc Tự do Cầm Quyền đã tổ chức một cuộc họp báo và cho biết đây là một điều rất đáng tiếc và hy vọng một lịch sử đen tối sẽ không lặp lại. Ngược lại, đại diện Đảng Dân Chủ chính đối lập cho biết quy định của tòa án là một kết quả tự nhiên dựa trên sự chặt chẽ của luật pháp và nguyên tắc cơ bản. Đảng Bareun, một chính đảng phân tách từ Đảng Tự do Hàn Quốc thì cho biết họ tôn trọng quyết định của tòa án nhưng đưa câu hỏi liệu việc bắt giam bà Park có thực sự cần thiết hay không, hay nó sẽ gây ra sự chia rẽ nội bộ đất nước. Chính đảng này cam kết sẽ làm hết sức mình để xây dựng lại những gì mà họ đã đưa ra trong cương lĩnh của đảng. Với tình huống hiện nay, tôi không mong muốn những khoảng đen tối trong lịch sử sẽ lặp lại.
Trong khi đó, Đảng Nhân dân tuyên bố họ vui mừng chào đón thông tin về vụ bắt giữ vì cho rằng đó là hậu quả tự nhiên theo hiến pháp và pháp luật, đồng thời kêu gọi hệ thống chính trị ở nước này nên tập trung giám sát các tổng thống tương lai để những bê bối như vậy không xảy ra thêm nữa. Việc bắt giữ hoàn toàn dựa vào luật pháp và nguyên tắc cơ bản cùng với lời kêu gọi của quần chúng. Hiện Hàn Quốc đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống mới. Khảo sát cho thấy, lãnh đạo Đảng Tự do Đối lập Moon Jae-jin, người từng thua bà Park trong cuộc bầu cử năm 2012, sẽ trở thành tân tổng thống. Những bê bối liên quan tới bà Park Geun-hye đã khiến cho Hàn Quốc phải trải qua hơn 200 ngày sóng gió. Cho đến giờ thật khó để biết rằng việc bắt giữ bà Park là sự kết thúc của những bê bối chính trị hay sự mở đầu của bất ổn xã hội. Song chắc chắn những diễn biến mới nhất trên chính trường Hàn Quốc đang đẩy quốc gia Đông Bắc Á này vào ngã rẽ mới với nhiều khó khăn và thách thức. Hiện Hàn Quốc đang phải đối mặt với vô vàn thách thức cả từ bên trong và bên ngoài. Ở bên trong, tình hình chính trị bất ổn và xã hội chia rẽ sâu sắc với các cuộc biểu tình quy mô lớn, cả của lực lượng ủng hộ và phản đối bà Park. Những bê bối về việc lợi dụng ảnh hưởng để tham nhũng hay dành những ưu ái đặc biệt cho giới Chopu về chính trị và kinh tế càng làm gia tăng sự bất mãn âm ỉ trong xã hội. Trong khi đó, môi trường khu vực Đông Bắc Á có nhiều biến động khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Triều Tiên liên tục thử tên lửa và hạt nhân, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trở nên căng thẳng do các biện pháp trừng phạt kinh tế của Beijing nhằm phản đối việc Seoul bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ. Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc nhằm vào ngành du lịch và thương mại của Hàn Quốc đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế. Đó là chưa kể tới mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với Nhật Bản xung quanh vấn đề phụ nữ mua vui và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Theo các nhà phân tích, kinh tế Hàn Quốc đã mất khả năng chịu đựng và rơi vào tình trạng đình trệ. Bất ổn kéo dài và tương lai chưa chắc chắn khiến nhiều doanh nghiệp phải hoãn kế hoạch đầu tư và tuyển dụng trong năm 2017, trong khi các hộ gia đình phải thắt lưng buộc bụng. Thống kê cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc trong quý 4 năm 2016 đạt 0,4%, giảm 0,2% so với quý trước và là mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Khép lại một sự nghiệp chính trị đang rộng mở, có lẽ chưa bao giờ bà Park Geun-hye lại tin rằng mình chưa thuộc một nguyên tắc tối quan trọng trước khi bước vào Nhà Xanh, rằng quyền lực càng cao thì trách nhiệm đi kèm lại càng lớn. Trong bối cảnh đó, dư luận Hàn Quốc kỳ vọng Tổng thống mới kế nhiệm bà Park sẽ là người có thể chèo lái đất nước này vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Chưa rõ ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Xanh sắp tới, nhưng một điều chắc chắn rằng người kế nhiệm bà Park sẽ phải tìm cách hàn gắn xã hội Hàn Quốc hiện đang bị chia rẽ sâu sắc sau vụ bê bối chính trị vừa qua để củng cố khối đoàn kết dân tộc và cùng vượt qua những khó khăn và thách thức. Ở Đông Á là Hàn Quốc, còn tại Nam Mỹ, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào Brazil. Hiện tại thì Brazil đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua do suy thoái về kinh tế. Kinh tế chạm đáy đã làm lộ rõ một loạt vấn đề từ chính trị cho tới xã hội, trong đó là nạn tham nhũng. Nguyên nhân chủ yếu đẩy đất nước này rơi vào tình trạng kiệt quệ vẫn là điều nhức nhối. Đúng lúc này, các cải cách do chính phủ của Tổng thống Michel Temer đưa ra đã khiến cho người lao động cảm thấy bất lợi nên đã thổi bùng lên sự giận dữ trong lòng họ. Phần 2 của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về quốc gia đã từng là một trong năm nền kinh tế mới nổi của thế giới nhưng lại đang chìm trong suy thoái và tham nhũng. Ngày 29 tháng 3, báo chí Brazil dẫn nguồn tin từ cơ quan tư pháp cho biết Bộ Công cộng nước này sẽ yêu cầu Tổng thống Michel Temer ngừng điều hành đất nước để tiến hành điều tra về những cáo buộc có liên quan đến việc ông nhận tiền bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử năm 2014. Thẩm phán Tòa án Bầu cử Tối cao Nicola Dino cho biết, trong chiến dịch tranh cử năm 2014, ứng cử viên Tổng thống Dilma Rousseff và ứng cử viên Phó Tổng thống Temer đã lạm dụng quyền lực chính trị và kinh tế. Vì vậy, ông yêu cầu điều tra về những lời buộc tội này. Trong trường hợp bị điều tra, Tổng thống Temer sẽ không được phép tiếp tục điều hành đất nước. Chủ tịch Hạ viện Rodrigo Maiz sẽ tạm thời thay vào vị trí của ông Temer. Trong trường hợp ông Temer bị kết tội, Brazil sẽ phải tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn. Đề nghị điều tra Tổng thống Temer được đưa ra dựa trên lời khai của cựu chủ tịch tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil, Odebrecht. Ông Marcelo Odebrecht,
người đã bị kết án 19 tháng tù giam trong vụ bê bối khổng lồ ở tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Báo chí Brazil cũng cho biết, đầu tuần qua, Tổng thống Temer đã có cuộc họp với các cố vấn và đồng minh chính trị để xem xét những bước đi tiếp theo trong trường hợp ông này bị phế truất. Về phần nội các của ông Temer, có gần 10 bộ trưởng trong thành phần chính quyền Tổng thống Michel Temer bị cáo buộc tham nhũng sau khi cơ quan điều tra tập hợp lời khai của 77 cựu lãnh đạo tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht trong vụ bê bối tham nhũng khổng lồ ở tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Theo cơ quan tư vấn IBOP của Brazil, công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Michel Temer hiện giảm xuống chỉ còn 10%, trong khi tỷ lệ phản đối đã lên tới 55%. Có tới 41 người được hỏi nhận định chính phủ hiện nay tệ hơn chính phủ tiền nhiệm của bà Dilma Rousseff. Đó chính là lý do liên tiếp trong thời gian qua, người dân Brazil đổ xuống đường để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Các cuộc biểu tình diễn ra đồng loạt và dài dẳng tại nhiều thành phố của Brazil. Họ hô vang những khẩu hiệu phản đối nạn tham nhũng đang hoành hành tại nước này, đồng thời yêu cầu cơ quan tư pháp điều tra và xem xét nghiêm minh hàng trăm chính trị gia đang bị cáo buộc tham ô. Michel Temer tại vị, nền kinh tế cũng chẳng hề được cải thiện. Tuy nhiên, các dự án của chính phủ không phục vụ việc giải quyết khủng hoảng kinh tế đất nước. Trên thực tế, nó chỉ giúp củng cố các lợi ích bảo thủ và lạc hậu của tầng lớp quan chức mà thôi. Tổng thống Temer nhậm chức vào năm 2016 sau khi nữ tổng thống Dilma Rousseff bị phế truất do dính líu đến vụ bê bối tham nhũng liên quan đến tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Tuy nhiên, thì chính phủ trung hữu của ông đã không giành được sự tín nhiệm cao hơn chính phủ tiền nhiệm. Lý do là bởi người dân đã trao cho ông một cơ hội điều hành đất nước, nhưng đời sống của họ không có dấu hiệu thay đổi. Trong khi đó, thì các quan chức trong nội các của ông cũng không sạch sẽ hơn đời chính phủ tiền nhiệm. Do đó, việc uy tín sụt giảm và ông Temer đang đối mặt với nguy cơ bị phế truất là điều khá dễ hiểu. Ngày 31 tháng 3, hàng chục nghìn người Brazil đã quay trở lại đường phố để phản đối các dự luật cải cách vốn được chính phủ của Tổng thống Michel Temer ủng hộ. Các thành viên của Liên đoàn Lao động bao gồm sinh viên, giáo viên và các nhóm cánh tả đã tập trung tại trung tâm của thành phố Sao Paulo trong bối cảnh các cuộc biểu tình tương tự đã được tiến hành trước đó trên toàn quốc tại các thành phố lớn của Brazil như Rio de Janeiro, Belo Horizonte và ở cả thủ đô Brasilia. Chính phủ của ông Temer đã đưa ra những cải cách vô nhân đạo. Những cải cách này đã hủy hoại hơn 100 năm nỗ lực hoàn thiện luật lao động và đẩy người lao động vào tình cảnh không được đảm bảo an toàn. Nguồn cơn khiến người dân Brazil giận dữ chính là những cải cách hưu trí của Tổng thống Michel Temer. Ông Temer cho rằng việc bổ sung lợi ích hưu trí và nâng cao độ tuổi nghỉ hưu là động thái cần thiết để khắc phục tình hình tài chính yếu kém của đất nước. Theo kế hoạch, chính phủ Brazil áp dụng độ tuổi nghỉ hưu tối thiểu là 65 tuổi và ông Temer khẳng định cải cách là hợp lý nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của cả hệ thống hưu trí. Ông cũng cam kết người dân sẽ không bị tước quyền lợi hợp pháp của mình. Đồng thời mô tả kế hoạch cải cách nói trên là vì lợi ích của những người đã về hưu hiện nay và vì giới trẻ sẽ nghỉ hưu trong tương lai. Tuy nhiên, những lập luận trên đã không thuyết phục được người biểu tình. Tôi không đồng ý với kế hoạch cải cách hưu trí. Ngoài công việc, phụ nữ còn phải chăm sóc con cái và làm rất nhiều việc nhà. Bởi thế thật vô lý khi áp đặt lệnh nghỉ hưu chung cho cả phụ nữ và đàn ông. Trong khi đó, phe đối lập chỉ trích rằng ông Temer đang trừng phạt những công dân Brazil có mức sống bình thường, nhóm đối tượng đang phải chịu sức ép từ 13 triệu người thất nghiệp trên toàn quốc. Hiện nền kinh tế từng khá mạnh ở khu vực Mỹ Latin vừa ghi nhận mức giảm mạnh hơn dự báo trong số liệu GDP. Cùng lúc, tình trạng thất nghiệp ở quốc gia Nam Mỹ cũng tăng mức kỷ lục 13,2%. Brazil từng thuộc top nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và là một thành viên của nhóm 5 nền kinh tế mới nổi BRICS. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thì Brazil chật vật với tham nhũng và bất ổn chính trị. Cùng với nạn tham nhũng hoành hành, quản lý yếu kém là một lý do khác khiến cho tăng trưởng GDP của Brazil rơi xuống mức âm, bất chấp những thay đổi chóng vánh trong bộ máy chính trị. Và với những gì đang diễn ra ở Brazil, tương lai bức tranh kinh tế xã hội của đất nước này vẫn còn nhiều biến động. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.
Mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong lịch phát sóng của chương trình 30 phút online cùng tiến sĩ Mạnh Cường và chương trình mà cả dân tộc Việt Nam chúng ta đều quan tâm. Tôi tin chắc chắn như vậy, đó là tương lai của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đề tài ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục chia sẻ các bạn mang tên là con quỷ cộng sản nó đã cướp gì của chúng ta. Cái điều ma quỷ cộng sản đã cướp không những của dân tộc chúng ta thôi đâu, nó nói riêng đâu, mà nó cướp cả nhân loại nói chung nữa các bạn ạ. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cái phần nhỏ của tiếp tục của thứ tư vừa rồi, đó là những giá trị đạo đức mà quỷ cộng sản nó đã cướp đi của dân tộc Việt Nam chúng ta. Như chúng ta đã biết, đạo đức là cái vốn quý của nhân loại, của một dân tộc nào đó. Nó sẽ xác định được cái sức mạnh, sức khỏe của dân tộc đó ra sao. Nếu cái dân tộc nào mà mất đạo đức, tức là dân tộc đó mất đi cơ hội để xác định lại lương tâm của mình, mất đi tất cả những cái tài nguyên, tất cả những cái instrument, tức là những cái thiết bị tiện nghi đấy, để mà xác định lại cái quan hệ của mình với chính bản thân mình, với đấng tạo hóa và với những người xung quanh. Và khi nó mất đi cái tài nguyên đó, mất đi công cụ đó, thì chắc chắn nó sẽ không có gì cả và nó sẽ sụp đổ. Và quỷ cộng sản nó đã cướp đi của chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta, là cái giá trị về đạo đức. Ngày hôm nay, cái giá trị đạo đức mà tôi muốn chia sẻ đề cập đến đấy, đó là giá trị đạo đức về nó tước đi lòng trách nhiệm các bạn ạ. Nó tước đi tinh thần trách nhiệm của người dân Việt Nam chúng ta. Như clip, như một đoạn đầu video mà các bạn xem thấy đấy, các bạn thấy hai quốc gia, một quốc gia Hàn Quốc và quốc gia Brazil, đó là quốc gia dân chủ các bạn ạ. Những quốc gia đã từng là nghèo hơn cả Việt Nam Cộng Hòa, đã từng không phát triển bằng Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam trước đây. Thế mà bây giờ Việt Nam còn phải mơ trở thành Seoul, mơ trở thành Paris, mơ trở thành những điều đó không thành được. Vì đã bị tụt hậu mất hàng thế kỷ rồi, do quỷ cộng sản nó đã tràn vào đất nước Việt Nam chúng ta và nó tàn phá, tàn diệt dân tộc Việt Nam chúng ta một cách thảm họa và gây đến bao nhiêu đau thương tang tóc, gây lên cái vết nhơ bẩn thỉu ô uế tột độ trong lịch sử Việt Nam. Các bạn để ý thấy đấy, nếu quốc gia thực sự của dân chủ thì tức là dân làm chủ, nên dân có quyền tóm cổ cái người đầy tớ mà làm sai ý của dân. Ví dụ nữ tổng thống Hàn Quốc, bà bị cáo buộc về chuyện là tham nhũng, bị cáo buộc về chuyện tiết lộ bí mật quốc gia, nào là gây áp lực để mà nhận hối lộ, rồi ABC gì khác nữa. Khi cáo buộc đấy được đưa đến các cơ quan chức năng, cơ quan hành pháp, thì họ, sao các bạn để ý thấy không, họ impeachment ngay bà đấy, phế truất bà và đưa bà ấy từ nhà xanh, mà sau đó các bạn nhìn thấy đấy, phải vào nhà tù. Đấy là chuyện xảy ra mấy năm về trước rồi. Và chúng ta để ý thấy đấy, đến quốc gia dân chủ nó như vậy. Quốc gia dân chủ là người dân làm chủ, người dân có quyền phế truất cái kẻ đầy tớ mà làm sai ý của ông chủ. Tất nhiên người dân có những cái khái niệm và quan điểm mình khác nhau, nhưng họ sẽ phải đấu tranh với nhau trong cuộc bầu cử để xem ai phe nào thắng, và phe nào thắng thì họ sẽ lên cầm quyền và theo đường hướng của cái phe mà họ thắng đó để ủng hộ hay là phản đối. Tổng thống cũng có quyền bị truất, tổng thống cũng có thể bị tù, bởi vì họ đơn giản chỉ là nô lệ công bộc, là người đầy tớ của dân mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ở đất nước Việt Nam chúng ta thì những kẻ đầy tớ như thế, đó là kẻ đầy tớ gian ác. Vậy mà tại sao một ông chủ lại để cho ô xin nó trèo đầu cưỡi cổ lên, nó đái, nó ỉa, nó phóng uế tứ bề vào mặt của ông chủ mà ông chủ im lặng, ông chủ còn sợ? Tại sao như vậy? Tại vì đã bao nhiêu năm nay cái người chủ đấy đã bị lừa dối và đã tước sạch đi các giá trị nhân bản của mình, tước sạch, nên họ không có gì để so sánh, họ không có cái gì để mà đối chiếu để biết mình là ai,
mình làm cái gì. Và trong đó, đó là cái hệ thống giá trị đã bị tước đoạt, khiến cho chất lượng của đời sống trở nên thê thảm. Dưới chế độ cộng sản thì khái niệm trách nhiệm nó bị đánh đồng với khái niệm nghĩa vụ. Ồ, các bạn cứ tưởng trách nhiệm nghĩa vụ là hai cái giống nhau, nó có vẻ giống nhau thôi nhưng nó khác nhau các bạn ạ. Trách nhiệm và nghĩa vụ là khác nhau. Nghĩa vụ là cái điều gì cần phải làm, thậm chí họ không muốn cũng phải làm. Nhưng trách nhiệm ấy, nó xuất phát từ cái ý thức của người đó, người ta tự giác là muốn làm, đúng đó là phải làm, nhưng người ta muốn làm, người ta ý thức cần phải làm, lương tâm họ thúc đẩy họ cần phải làm điều đó. Khác với nghĩa vụ, không muốn nhưng bắt phải đi thôi, không đi thì nó bỏ tù mất. Nhưng nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ nộp thuế chẳng hạn, nhiều người có muốn làm nghĩa vụ đó đâu, nhưng mà phải làm, nhưng lương tâm họ không muốn. Còn trách nhiệm đấy, đó là cái điều đó nó dính đến cái chuyện mà tự do, sự nhận thức tự do, sự tự nguyện tự giác của mỗi người. Nhưng quỷ cộng sản đã làm bóp méo cái khái niệm về trách nhiệm, nó đánh đồng trách nhiệm với nghĩa vụ thành một. Và khi cái băng đảng mafia cộng sản, các bạn biết đấy, mafia là nói tóm lại là tổ chức, là tội phạm có tổ chức. Mafia tất nhiên bạn xem trong từ điển bách khoa toàn thư mở có những định nghĩa ABC nào đó, nguồn gốc ở đâu đó, các tên gọi ở đó nó ra sao, các công việc nó ra sao, nhưng nói tóm lại ấy, mafia đó tổ chức, đó là tội phạm có tổ chức. Thì đảng cộng sản đó là một tội phạm có tổ chức cực kỳ mạnh và cực kỳ lớn, nhưng nó sẽ bị diệt bởi lửa thạnh nộ Đức Chúa Trời, bởi vì nó dám chống nghịch lại với đức tạo hóa của mình, dám đi ngược lại với lương tri của nhân loại. Và khi trong cái chế độ dơ giấy đó, chế độ bất nhân đó, tất cả các khái niệm tốt, giá trị tốt đều bị bóp méo, bị tước đoạt đi. Và nó bắt mọi người phải thi hành những cái điều mà nó bắt ông chủ phải làm. Đảng gọi tôi đi, ai cùng với đảng thì là thì là đồng minh của đảng, ai chống với đảng, ai không cùng với đảng là bị chống. Không biết đảng dạy, không muốn đảng ép, không nghe đảng giết, đảng thủ tiêu. Người dân Việt Nam chúng ta cũng như người dân của các quốc gia cộng sản đều bị tước đoạt nhân quyền, tước đoạt giá trị lời nói, họ không có quyền chọn lựa. Nên vì thế mà mọi việc họ làm đấy, làm sao họ bị ép phải để làm có lợi cho cái đảng mafia bất nhân phản động cộng sản đó, bất chấp là họ phải trà đạp lên luân thường đạo lý, trà đạp lên chính lương tâm của chính họ, trà đạp lên niềm tin của họ, tín ngưỡng của họ. Họ bị ép buộc phải làm một điều đó, phải tuân theo cái băng đảng mafia cộng sản đó. Nếu không thì họ sẽ bị gán ghép và trở thành thành phần phản động, trở thành kẻ thù nhân dân. Ồ, với các bạn để ý không, cái kẻ ăn cướp nó vừa la làng, nó chính là kẻ cướp, nó kẻ cướp giết hủy diệt, nhưng nó lại nói với ông chủ là cái người mà cho nó công việc, cho nó lương, cho nó bú sữa để nó sống, lại nói họ là phản động. Ôi, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái giá trị nó bị lộ lạo không? Chính kẻ phản động thì lại bảo những yêu nước là phản động, chính kẻ bán nước thì bảo người yêu nước là ABC. Vì cộng sản là một con quỷ đỏ, con quỷ này đã bị diệt ở nhiều nơi trên thế giới và nó đang ẩn nấp, trú ẩn tại các quốc gia như Việt Nam hoặc là Trung Hoa. Nhưng đến kỳ đã đến rồi, khi lưỡi gươm của Đức Chúa Trời đã kề đến, cái rìu Đức Chúa Trời đã kề tận gốc rồi, và Ngài sẽ đốn chặt cái cây đấy. Áp lực từ phía Đảng Cộng sản, dư luận xã hội đấy, do Đảng Cộng sản, chế độ bất nhân đó, nó thêu dệt lên, các bạn ạ, nó khiến, nó tạo ra cái ảnh hưởng rất lớn lên nhân dân trong việc chọn lựa. Nó bắt mọi người phải nhắm mắt, phải làm theo điều của nó, hủy hoại cả lương tâm của mình, đi ngược với tất cả các giá trị nhân bản trong con người. Nhưng các bạn biết không, trách nhiệm thì kiểu gì mọi người cũng vẫn phải gánh, kể cả muốn hay không muốn. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đất nước của chúng ta, dân tộc chúng ta đã bị phá tan thành luôn các bạn ạ. Đạo đức bị phá tan, kinh tế chính trị phá tan, cái vỏ bọc vỏ ngoài có vẻ phát triển, đó là sự lừa dối. Các bạn nào, nếu các bạn học về kinh tế, các bạn thấy đây là sự
lệch lạc. Bạn lừa, bạn bị lừa thì bạn sẽ tưởng là kinh tế phát triển, nhưng ngược lại bạn ạ, kinh tế đang bị thâm hụt kinh hoàng, toàn cái bong bóng, sự lừa dối thôi. Các bạn phải nhớ rằng trước khi nhận trách nhiệm đấy, thì chúng ta cần phải hiểu, thông hiểu cái chân lý này là chúng ta phải nhận trách nhiệm về cuộc sống của bản thân mình. Chúng ta phải trở thành ai theo sự kêu gọi tiền định của mình. Chúng ta phải nhận trách nhiệm cụ thể về điều gì. Các bạn nhớ là trách nhiệm thì nó luôn gắn liền với sự nhận thức tự do, sự tự giác, sự tự nguyện, nó không bị ép buộc. Và trách nhiệm nó đi đôi với quyền lực, thẩm quyền, quyền năng. Trách nhiệm càng lớn thì cái quyền lực càng lớn. Như đứng tạo hóa đấy, ngài cực lớn nên trách nhiệm phải càng rất lớn, là ngài chăm sóc đến tất cả tạo vật của ngài, biết thì không biết, nhận thức thì không nhận thức được ngài, theo ngài hay chống ngài mặc kệ, ngài vẫn chăm sóc, vì đó trách nhiệm của ngài. Trách nhiệm là phẩm chất của nhân cách, các bạn nhớ nhé. Trách nhiệm là phẩm chất của người trưởng thành, còn nghĩa vụ là phẩm chất của người mất nhân cách. Nghĩa vụ đó phẩm chất của kẻ nô lệ. Nếu ai đấy mà cũng nhận trách nhiệm về chính cuộc sống của mình thì các bạn biết cái chuyện gì xảy ra không? Thì xã hội sẽ đầy rẫy người có trách nhiệm và sẽ xây dựng nên một xã hội trưởng thành, một xã hội lành mạnh. Bằng không, trong xã hội chỉ toàn kẻ mà chỉ có thực hiện nghĩa vụ bắt phải làm, nhưng mà bên trong thì đi ngược lại lương tâm đấy, thì cái xã hội đó sẽ được xây dựng là toàn xã hội toàn là của những kẻ nô lệ, của những kẻ làm việc không theo tiếng gọi của lương tâm mình, đi ngược lại với lợi chi của mình, mà chỉ phụ thuộc vào con người, vào cơ chế hay vào lợi ích vật chất rẻ mạt nào đó. Cái người mà có trách nhiệm là cái người vì họ nhân cách mà, nên họ không thay đổi hệ thống giá trị của mình trong mọi hoàn cảnh, trong mọi chế độ. À, chính thế mà chúng ta rất là ngưỡng mộ những người gọi tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm đang bị cùi cộng sản nó chèn ép. Họ là những người không thay đổi hệ thống giá trị của mình trong hoàn cảnh. Chúng ta đã xem thấy các thước phim, clip video của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Ông phát biểu cho dù bị xử tương đương 5 tù, thậm chí tử hình, ông cũng không thay đổi chính kiến của mình. Ông không thể đang tâm mà để nhìn thấy đất nước bị cướp bóc trắng trợn, tất cả các tài nguyên cướp của đất nước đấy, của quốc gia bị đào lên và bị hủy hoại, bị cướp đoạt. Ông có đang tâm để thấy cả cái ecology là môi trường xung quanh bị đầu độc thảm họa như vậy, mà người dân cứ ngỡ bình thường không sao cả, vì là con ếch. Con ếch, các bạn biết cái hiệu ứng con ếch bị giết không? Cho con ếch vào cái nồi nước nóng thì nó chết luôn, nhưng cho nó một cái nồi và cứ bật lửa lên, đất tăng lửa nhẹ nhẹ từ từ, thì con ếch nó cứ thích nghi dần, đến lúc nó phát hiện ra ui nóng quá nhưng nó không chịu nổi rồi, nó nhảy ra thì nó chết rồi. Và cái hiệu ứng con ếch đấy, các nhà cầm quyền độc tài bất nhân, những cái chế độ bóc lột nô lệ hiện đại đều sử dụng đối với nhân dân của nó. Các bạn nhớ điều này nhá. Nó làm là lúc nào đấy tôi sẽ chia sẻ cho bạn những 10 cái nguyên tắc, 10 cái điểm của cách thức mà nó cai trị dân. Nó làm đánh lạc hướng dư luận xã hội ra sao, nó lừa dân ra sao của chế độ cộng sản cũng như chế độ độc tài. Những cái người có trách nhiệm như vậy chúng ta cần phải trân trọng. Và tôi kêu gọi các bạn ấy, hãy đứng lên bảo vệ người đó, hãy lên tiếng, hãy góp phần chữ ký thỉnh nguyện của mình nào đó, thỉnh nguyện thư nào đó mà đang đầy rẫy trên mạng xã hội đấy, để ký vào đó, để ủng hộ cho những người tù nhân lương tâm, những người tù nhân chính trị, những người mà thực sự là nhân cách, những người có trách nhiệm. Còn chúng ta nhìn thấy, ngày hôm nay ở trong quốc gia Việt Nam chúng ta nhìn nhận cả một cái đại hội, cả một cái hội trường đầy rẫy đại biểu quốc hội thì hầu như không có ai có nhân cách mấy cả.
trong bộ chính trị, từ trung ương đảng, toàn người vô trách nhiệm, phát biểu mắc cãi luôn, nói bậy bạ luôn. Ông đảng trưởng thì nhóm lò để đốt củi, công bố là bắt tất cả quan chức phải công khai tài sản của mình, minh bạch tài sản của mình, nhưng bản thân mình thì không. Ông ta không có trách nhiệm với lời nói của mình, không có trách nhiệm với cái điều mà ông phát ngôn. Thế thì các bạn tin làm cái gì? Tại sao chúng ta cần phải tin tưởng cho một cái băng đảng cướp như thế mà lịch sử đã chứng minh một cách hùng hồn qua các thế hệ, sự độc ác chuyên quyền, tàn bạo, lừa dối của cái băng đảng mafia đó? Nên trong ngày sắp tới, chổi hủy diệt Đức Chúa Trời đạt đến trên đất nước Việt Nam và đất nước Trung Hoa để quét sạch cộng sản ra khỏi nơi đó, nhân danh Chúa Thần Jesus Christ. Amen. Con người có trách nhiệm. Bạn để ý thế, cái tổng thống, cựu tổng thống Hàn Quốc ấy, khi bà thấy sai thế, bà đồng ý chịu đi tù vì mình làm sai như vậy, vì họ nhận thức rằng họ chỉ là đầy tớ của dân thôi, họ có trách nhiệm. Khi họ thắng cử, đặt tay hiến pháp, đặt tay kinh thánh để họ tuyên thệ trung thành với hiến pháp, trung thành với nhân dân, không đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia mình. Thế còn những kẻ tội đồ mà hiện nay đang đè đầu cưỡi cổ và phóng uế lên đầu của dân tộc Việt Nam chúng ta đấy, thì sao? Chẳng có hứa nguyện gì cả, mà có hứa thì hứa hão, hứa vượn, hứa xong quên bỏ đấy. Các bạn có để ý không? Các bạn làm sao để cho một kẻ cướp vào nhà mình, nó hầu phục vụ mình, nó nói là nó kẻ làm thuê cho mình, nhưng nó không cho ông chủ cái quyền gì hết. Thế ai là chủ ở đây? Thậm chí những cái quyền hội họp, cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu tình được hiến pháp đảm bảo, vậy mà nó bảo ô, chính phủ chưa trình ra, quốc hội không duyệt, chưa biết điều làm. Ô, thế cái hội đâu, cái hội đấy làm cái gì ạ? Các bạn thuê cái hội đấy để làm gì? Các bạn hãy kêu gọi giải tán quốc hội để bầu cử lại, bầu cử một cách thành thật, để cho người dân, những ai có trách nhiệm thực sự, những ai có năng lực thực sự, có tài, có đức thực sự, họ được chọn để phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho quốc gia của chúng ta, chứ không để cho kẻ ăn không ngồi rồi trong cái tập đoàn mafia đó chỉ trèo lên để mà phóng uế trên đầu của dân tộc. Tôi sử dụng cái từ này hơi thô thiển một chút, nhưng thực sự nó còn tồi tệ hơn cả thế các bạn ạ. Cái từ mà tôi nói rằng quỷ cộng sản ấy, nó phóng uế lên đầu dân tộc Việt Nam chúng ta, đấy từ quá nhẹ đối với thực tế hiện tại đang ở đây. Còn điều tàn độc hơn, còn điều kinh tởm hơn nữa, mà không có ngòi bút nào, không có một giọng nói nào có thể miêu tả nổi được cái sự ghê tởm đó. Tôi có thể đưa cho bạn một cái thí dụ trong Kinh Thánh về tinh thần trách nhiệm rất cao. Tôi đọc cho bạn một đoạn Kinh Thánh ở trong sách Mark đoạn 12, ví dụ về người làm nho nhé. Đức Chúa Giêsu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: một người kia trồng vườn nho rào xung quanh, ở trong đào thầm ép rượu, rồi dựng nên cái tháp, đoạn cho mấy người là người trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người chủ lại sai đầy tớ khác đến, nhưng họ lại đánh đầu nó và chửi rủa người đầy tớ đó. Người còn sai đứa khác đến, họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, thì họ đứa thì đánh, đứa thì bị giết. Chủ vườn nho có đứa con trai rất yêu dấu, bèn sai lần cuối cùng. Nó nói rằng chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn chồng nho đó bàn với nhau rằng: thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó thì phần gia tài nó sẽ thuộc về chúng ta. Họ bắt con trai đấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn chồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời Kinh Thánh này sao? Các bạn có hiểu ý nghĩa đó không? Tất nhiên, đoạn Kinh Thánh này nói về Chúa Jesus Christ của chúng ta, của các tầng trời,
cái nền đất. Nguyên tắc đọc Kinh Thánh, nguyên tắc Alpha Omega đầu tiên chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời, sau đó nhìn thấy chúng ta, sau đó nhìn thấy cái dân tộc, cái cộng đồng mà chúng ta được gọi đến phục vụ, sau đó lại tiếp tục cuối cùng là Đức Chúa Trời mà. Omega lại nhìn thấy Đức Trời tiếp tục trong cái đoạn Kinh Thánh đó. Thuở ban đầu đọc đoạn Kinh Thánh đó, chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trong đó. Và ở đây tôi không đề cập đến về vấn đề về nhìn thấy Chúa Giêsu, vì ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Và tôi đề cập đến chuyện nhìn thấy chúng ta và nhìn thấy cộng đồng mà chúng ta đang sống ở trong đó. Thì sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời làm được điều gì. Nếu để chúng ta nhìn thấy như là cái người trồng nho, cái người mà người chủ vườn ấy, như Đức Chúa Trời Cha, Ngài tạo dựng tất cả mọi sự và Ngài chăm sóc tất cả tạo vật yêu dấu của Ngài. Con người chúng ta cũng được Ngài dựng lên theo hình tượng vinh hiển của Ngài, và Ngài cho chúng ta thuê cái đời sống này một thời gian nào đó trên đất. Người thì 4, 5, 70, 100 và nhiều hơn nữa. Tôi có thể được 120 năm, chưa biết được. Và đến cái ngày đó thì tất cả người thuê đấy phải trả lời trước ông chủ của mình về cái sự mà mình cho thuê, hay là trả lại cái hoa lợi. Cũng như các bạn thuê nhà, các bạn thuê ô tô, thuê cái gì đấy, các bạn nói đây là nhà của tôi, nhưng thực ra không phải, đấy là nhà bạn đang thuê. Và bạn phải trả, đến cái thời hạn nào đó bạn phải trả lợi tích cho người chủ mà cho mình thuê đó. Và Đức Chúa Trời đã nhiều lần đã sai những đầy tớ của Chúa giảng đi lành nước của Ngài tới để nhắc nhở cho họ về đời sống của họ, là cần cảnh tỉnh đời sống của mình, nhận trách nhiệm đời sống của mình. Tại sao mình dựng nên? Mình dựng lên với mục đích gì? Mình đi về đâu? Mình để lại cái gì trong cuộc đời này? Nhưng nhiều kẻ không để ý đến, thậm chí còn đánh giết, còn nói ô thằng theo đạo, ô thằng phản động, ô ABC đủ các thứ, rất nhiều. Rồi người cuối cùng là Chúa Giêsu được sai đến cũng bị giết đi. Và chúng ta biết câu chuyện đó tương tự như người chủ trồng nho. Các bạn để ý thấy như người dân tộc Việt Nam chúng ta vậy, người chủ là dân ấy các bạn, chính là chúng ta ấy, là dân ấy. Chúng ta đã để cái quốc gia đất nước này, tổ tiên chúng ta mà, ông cha chúng ta đã thừa kế lại cho chúng ta cái mảnh đất hình chữ S yêu quý. Ông ta, tổ tiên chúng ta đã thừa kế cho chúng ta dân tộc quốc gia này, đã xây dựng quốc gia tuyệt vời thế nào. Đức Chúa Trời đã chúc phước cho quốc gia Việt Nam chúng ta rừng vàng biển bạc tuyệt vời thế nào, thật là tuyệt vời. Tôi rất yêu đất nước Việt Nam. Vậy mà khi người chủ đấy giao cho cái kẻ làm thuê đấy, và đến lúc mà kẻ làm thuê cần phải khai trình, cần phải báo cáo lại công việc trước chủ của mình, thì nó đánh đập những người con của người dân tộc Việt Nam chúng ta, những người con có tiếng nói phản biện, có tiếng nói những người con yêu nước, đòi hỏi cái hội nô lệ đó, cái hội cho thuê đó, cái hội thuê vườn đó, thuê dân tộc của chúng ta đó, thuê quốc gia chúng ta đó, đòi hỏi họ có trách nhiệm phải trả lời tại sao như vậy, tại sao quốc gia bị tồi tệ thế này, tại sao tước đi của người chủ thế này, tại sao thế này, thì nó đánh đập, nó bỏ tù, thậm chí nó giết, nó thủ tiêu những người đó. Thì cái lời cuối cùng các bạn để ý đấy, thì người chủ vườn nho sẽ làm sao? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó và lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các bạn để ý câu này, đây là nguyên tắc lịch sử các bạn ạ. Khi một dân tộc nào đó mà có ông vua hay có chế độ cầm quyền nào đó mà được ủy thác, được dân tộc ủy thác để lãnh đạo quốc gia, nhưng những kẻ đó là kẻ tội đồ, nó không trả lời trách nhiệm thực sự của nó với cái dân tộc đó, với nhân dân của nước đó, mà nó chỉ đánh giết và cai trị bằng chế độ hà khắc bạo hành, thì kết cục đó là nhân dân sẽ vùng lên để giết bọn chồng nho và trao lại cái chính quyền đó vào cho tay người khác. Đây là nguyên tắc, đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong lịch sử nhân loại các bạn ạ. Kể cả quân chủ đời phong kiến ra sao, độc tài ra sao nữa, thì vẫn cứ như thế các bạn ơi. Đây là nguyên tắc các bạn ạ. Nên vì thế bất kể một cái chế độ nào, bất kể thế lực nào, nó đi ngược lại với quy luật phát triển của nhân loại, của cõi sáng tạo,
của đấng tạo hóa thì chắc chắn sớm muộn sẽ bị đào thải. Nếu nó cả gan nó chống lại quy luật đó, tức là nó cả gan chống lại với đấng tạo hóa thì chắc chắn nó sẽ bị diệt ngay lập tức các bạn ạ, điều đó chắc chắn. Vì thế khi quỷ cộng sản nó dám cả gan đương đầu và chống lại đấng tạo hóa của chúng ta, nó chống lại người dân, nó chống lại những người công bình thì chắc chắn nó sẽ bị diệt bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa. Cái kẻ đã diệt nước mình và giết dân mình, cái kẻ không tha cho cả những người mà bỏ tù vào đó, thì lời Chúa đã chép Kinh Thánh rồi, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Vì thế đảo chính, đó là cái chuyện xảy ra tất yếu trong tất thảy các chế độ cộng sản cũng như chế độ độc tài. Và lời Chúa ứng nghiệm chắc chắn, đó là cái kẻ ác khi nó dùng gươm thanh bảo kiếm của nó là công an, an ninh để đâm vào người công bình và người dân vô tội, thì cái thanh gươm đó sẽ đâm quay trở lại vào lòng của nó. Nên vì thế bao năm nay quỷ cộng sản đã sử dụng công an ninh để giết người dân vô tội, để chèn ép người dân vô tội bằng cái gươm của mình là thanh bảo kiếm đó, thì sớm muộn và trong ngày sắp tới chính thanh bảo kiếm đó sẽ đâm thẳng vào lòng của con quỷ cộng sản. Đó là điều tất yếu. Tôi nói cho đức tin có được Chúa Trời. Đây là tiên tri gần các bạn ạ, nó xảy ra nhân danh Chúa các thần Jesus Christ. Amen. Các bạn để ý thấy đoạn Kinh Thánh đó, nhìn thấy ông chủ không? Ông chủ rất có trách nhiệm. Ông chủ trồng vườn nho, rào xung quanh, đào hầm, dựng tháp, cho luôn cái bọn trồng nho đó thuê, cho làm thoải mái. Thế mà cái việc ông cần là chỉ đòi lại lợi tức thôi, đòi hỏi lợi tức đến kỳ đã được thỏa thuận, đã hẹn như trong luật pháp, trong hiến pháp được quy định thôi. Và người dân chúng ta cũng vậy, chúng ta có trách nhiệm đóng thuế hay thử ai đó nghĩa vụ cũng được, chúng ta có trách nhiệm xây dựng đất nước của mình, trách nhiệm thực hiện quyền công dân của mình, chúng ta có trách nhiệm đấy nhá. Vì thế chúng ta cần phải đứng lên và như là người chủ vườn nho này, để trói tất cả các bọn trồng nho đó mà trao lại cái vườn nho nó cho người khác. Các bạn phải để ý điều đấy. Để lời Chúa đã nói cho Kinh Thánh thì chắc chắn lời nó sẽ ứng nghiệm trong ngày sắp tới. Trách nhiệm như chúng ta đã đề cập ở đây, đó là cái thái độ tự nguyện, sự nhận thức trong sự tự do của chúng ta để chúng ta làm cho người khác, làm cho chính mình. Khi chúng ta có trách nhiệm đời sống của mình, trách nhiệm về cộng đồng nơi chúng ta đang sống, trách nhiệm về quốc gia dân tộc của chúng ta, cái người trách nhiệm đấy thì lại không than phiền và không đổ lỗi cho người khác xung quanh mình. Bởi vì chỉ có những kẻ mà không muốn trách nhiệm cho mình đấy, về cuộc sống của mình, thì mới than phiền và đổ trách nhiệm cho người khác. Vì thế mà chúng ta hãy bắt đầu từ chính bản thân mình đi các bạn ơi. Tại sao? Vì đấng tạo hóa đã ủy thác cuộc sống này cho bạn. Bạn phải trả lời trước đấng tạo hóa đó về chính cuộc sống của bạn. Chẳng có một ông nào, chẳng có một ông bà, ông mẹ, ông cha, ông mục sư, giáo hội nào, chẳng có thánh nào trả lời cho mạng sống của bạn đâu. Bạn, đích thân bạn mà không ai khác phải trả lời cho đời sống của bạn. Khi bạn quyết định như vậy thì bạn mới có cơ hội trở thành một nhân cách thực sự. Bạn mới trở thành một cái người thực sự theo đúng nghĩa của nó. Vì thế, bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng nhân cách cho chính bản thân mình. Hãy khẳng định trong bản thân mình những cái giá trị sống quan trọng và chúng ta hãy bắt đầu sống theo chúng nó đi. Sau đó chúng ta hãy nhận trách nhiệm nào đó để giải quyết cái nan đề nào đó trong xã hội mà lòng của bạn đang quặn thắt, để giúp người khác. Vì cái người có trách nhiệm thật đấy, thì cái người đó họ nhận thức rõ ràng là họ không sống cho bản thân đâu, mà họ sống trong cái điều gì to hơn, lớn hơn cả bản thân họ nữa. Cái người trách nhiệm thì họ sống cho cái sứ mạng tiền định của họ, sứ cho cái sứ mệnh đấy, chứ không đơn giản là sống cho cuộc sống của mình, cho gia đình mình đâu các bạn ơi, cho công việc của mình đâu, mà sống cho cái sứ mạng tiền định mà đấng tạo hóa đã đề ra, đã thiết kế, những cái bản thiết kế trước sáng thế cho người đó. Vì thế, từ ngày hôm nay trở đi, tôi kêu gọi các bạn hãy trở thành một con người có trách nhiệm. Các bạn có trách nhiệm trước tiên với chính bản thân đời sống của mình. Nếu các bạn có gia đình, hãy nhận trách nhiệm lên mình về vợ hay chồng, về con cái của mình.
nếu bạn công dân, hãy nhận trách nhiệm về xã hội cộng đồng mà bạn đang sống. Bạn cần phải không chỉ lên tiếng, mà bạn cần phải bước chân và dấn thân vào cái lĩnh vực mà bạn có thể thể hiện được cái trách nhiệm đó của mình. Tất nhiên, theo tất cả cái năng lực, theo tất cả cái tài nguyên, tài năng mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn, chứ không phải chúng ta cứ lao đầu, cứ thích đâu hoặc ai xui đó là lao đầu đâu. Đó đề tài khác chúng ta sẽ đề cập sau. Bây giờ một cái giá trị khác mà chúng ta bị quỷ cộng sản tước đi, đó là cái giá trị đạo đức về sự phục vụ con người, phục vụ người khác. Các bạn có hiểu ý tôi không? Phục vụ người khác đấy, đó là một cái gọi là thiên chức, hay đó là một cái đặc ân mà Đấng Tạo Hóa dành cho mỗi chúng ta. Bạn có thể ngạc nhiên, cái gì? Ông nói cái gì thế? Đi phục vụ người khác á, mà gọi là đặc ân á. Hạnh phúc cái gì khi phục vụ người khác? Bạn ơi, bạn chỉ hạnh phúc thực sự khi bạn phục vụ người khác thôi. Bạn hãy thử liệt kê lại, hãy tĩnh lặng, hãy nói, hãy nghe lương tâm của mình. Bạn sung sướng thực sự khi nào? Bạn thực sự là hạnh phúc khi nào? Khi bạn mang lại hạnh phúc cho những người khác, chứ không phải cho chính mình. Khi bạn hạnh phúc cho chính mình thôi, thì hạnh phúc đó chỉ một phần nhỏ thôi. Nhưng khi mà bạn mang tiếng cười, mang lại niềm vui, mang lại sự vui mừng, mang lại cái điều tuyệt vời khác cho người khác đấy, thì các bạn sẽ so sánh, bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn sẽ thấy cái mức độ hạnh phúc mà bạn, khi bạn làm cho người khác hạnh phúc đấy, nó cao thế nào. Và cái mức độ khi bạn tự sướng thế nào, tôi đồng ý là nó có hạnh phúc, tự sướng, nó có sướng. Nó chỉ thế này thôi, nó chỉ như một đơn vị thôi. Nhưng khi mà bạn làm cho người khác hạnh phúc đấy, thì cái số chỉ nó tăng lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần hơn. Đó đều chắc chắn các bạn ạ. Vì đấy quy luật được tạo hóa dựng con người. Vì Đức Chúa Trời dựng chúng ta lên ấy, để chúng ta phục vụ người khác. Nên chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta làm theo đúng chức năng thật của mình mà thôi. Chúng ta biết người nữ tu sĩ của Hội Thánh Tin Lành Công Giáo, mẹ Teresa nổi tiếng ấy, bà ấy nói là sự vui mừng vĩ đại, sự vui mừng lớn nhất, đó là dâng mình phục vụ người khác. Đó hy sinh dâng hiến mình cho người khác. Điều này ai thực sự hiểu thế nào? Các bạn nó hiểu được không? Thực sự là ai hiểu điều thế nào? Nhưng người nào mà đã trải nghiệm sự phục vụ người khác rồi thì hiểu điều đó. Tôi tin chắc rằng các bạn đang nghe clip này, trong số các bạn có rất nhiều người đã từng hạnh phúc như vậy. Các bạn không vô tình để ngồi xem cái chương trình Tương Lai Việt Nam đâu. Tôi tin chắc rằng Đức Tạo Hóa đã đặt cho bạn một tấm lòng. Bạn là người không vô cảm. Tôi tin chắc rằng bạn người không phải là người vô trách nhiệm với chính bản thân mình, với cộng đồng và dân tộc của mình đâu. Nên bạn mới xem chương trình này. Bạn là người mà đang thổn thức cho số phận của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi tin chắc rằng bạn người yêu nước. Tôi tin chắc rằng bạn người có lương tâm tốt. Tin chắc là như vậy. Và tôi tin chắc rằng bạn là người sẽ mong muốn phục vụ người khác. Thông thường thì chúng ta biết rằng người ta chỉ sống cho bản thân mình, thêm hơn nữa sống cho gia đình của mình, cho vợ chồng con cái của mình, hơn tí nữa thì sống cho họ hàng của mình. Và nhiều khi giới hạn của họ hướng từ lại đây, họ sống cho người thân thôi. Vì họ chỉ có tích lũy, tích góp cho người thân của mình. Ở trong dưới chế độ cộng sản ấy, chế độ quỷ quái ấy, thì tồn tại khái niệm phục vụ ai? Khái niệm phục vụ nó chỉ duy nhất, đó phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ đăng đảng mafia, phục vụ hệ tư tưởng mafia cộng sản thôi. Nó chỉ có khái niệm đấy thôi. Còn khái niệm phục vụ nhân dân ấy, nó chỉ khái niệm lừa dối, vì nó không có thật. Nó không có thật. Nó phục vụ nhân dân đâu, phục vụ kiểu gì, cái đánh đập nhân dân đấy gọi là phục vụ quá. Giết nhân dân và tước đi tất cả các quyền lợi của nhân dân, bịt mồm nhân dân, thủ tiêu nhân dân, đè đầu cưỡi cổ nhân dân và ị lên đầu nhân dân, đấy gọi là phục vụ ư? Không, đó là thứ tiêu khiển bạo hành của ma quỷ mà làm trên các con rối và các đảng viên đảng cộng sản. Thì Chúa thương xót và cứu vớt tất cả những tội nhân đó ra khỏi móng vuốt của cộng sản, diệt quỷ cộng sản dưới trời và giải phóng ba sự tự do thật cho các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Amen.
Các bạn để ý thấy ở dưới chế độ cũ, dưới chế độ cộng sản ấy, thì sự phục vụ nó trở nên là sự nô dịch, nó mang gánh nặng khó chịu, bởi vì nó là nghĩa vụ, nó không có trách nhiệm. Và vì thế người ta làm rất là khó chịu. Các bạn để ý khi các bạn đi làm đấy, công việc của mình rất là khó chịu, làm đi ngược lại với ý của mình trong lòng, không phải đánh sự tuân thủ hay không vâng lời đi đâu, mà đi ngược với lương tâm của mình. Các bạn để ý rằng khi mà không phụ người khác ấy, thì thông thường là chúng ta hay tập trung vào bản thân mình, và như vậy là tự nhiên chúng ta đang phát triển cái lòng ích kỷ của chúng ta, và lúc đó chúng ta sẽ coi thường lợi ích thật của người khác. Khi không có khái niệm phục vụ thật đấy, thì người ta chỉ giúp người khác, có vẻ phục vụ người khác nhưng trong sự vụ lợi. Nhiều người có thể làm việc thiện nhưng không phải xuất phát từ đáy lòng là tôi muốn giúp người đó. Như chú nói rằng cái tay phải mà cho thì tay trái đừng có mà cho nó biết. Nhưng nhiều người họ làm việc thiện thì họ muốn đánh bóng tên tuổi của mình. Nên cái việc thiện, cái việc mà họ công đức nào đó ABC họ làm đấy, mục đích của họ không phải là để giải quyết cái nan đề xã hội đó, không phải giải quyết để làm cho cái người mà họ giúp được hạnh phúc, mà họ làm việc thiện theo cách đó để mà đánh bóng tên tuổi của họ, để họ được có vẻ nổi tiếng hơn. Hay có người khác họ làm theo phong trào chứ không phải theo tiếng gọi của lương tâm mình, vì họ không có khái niệm phục vụ thực sự. Các bạn ơi, những người này họ không có khả năng yêu thương thật, họ không có khả năng đồng cảm chân thật với người khác. Những người này là những candidate đứng đầu của danh sách của những kẻ vô cảm. Những người này cũng rất dễ bị cô đơn, rất dễ nổi nóng khi việc đấy không theo ý của mình, sau đó sẽ tự ái và thương hại của mình, thương hại bản thân mình. Nhiều khi chúng ta để ý, chúng ta mà không phụ người khác thì chúng ta sẽ đi vào thái cực là chúng ta sẽ ích kỷ, chúng ta chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, và chúng ta sẽ cảm thấy thương hại mình. Nhưng bạn biết không, thương hại mình ấy, đó là cái tệ nạn nguy hiểm nhất, đó là cái tệ nạn tồi tệ nhất. Nó làm cho người ta bị ung nhọt từ bên trong, làm cho người ta bị chôn sống trong ý tưởng, trong đầm lầy của ý tưởng tồi tệ đó. Tại sao lại đi thương hại mình nhỉ? Người khác đầy đây, chúng đời sống chúng ta cần phải được đốt, chúng đời sống chúng ta cần phải được cháy cho người khác. Chúng ta được ban đời sống này như là tài nguyên, nhiên liệu để đốt cho đời sống người khác, để châm lửa cho người khác, để truyền lửa lại cho người khác, chứ không phải sống cho mình, không phải sống cho cái đầm lầy đấy. Mà chúng ta biết đầm lầy nó khác với cả sông ngòi chỗ nào rồi đấy, vì nó chỉ nhận thôi nhưng nó không cho đi, vì thế nó thôi lên. Và ai sao đó thì không nhấc mình lên được. Các bạn biết không, theo nghiên cứu của những nhà tâm lý ở trường đại học tổng hợp Michigan ấy, thì những người tốt bụng, những người hay giúp người khác chân thành, một cách chân thành đấy, cởi mở đấy, thì họ sống lâu hơn. Đó, chính thế các bạn ơi, hãy quyết định đi, hãy quyết định phục vụ người khác một cách chân thành, một cách cởi mở, một cách không vụ lợi. Bạn phục vụ người khác đi. Nhưng dưới chế độ cộng sản ấy, thì cái khái niệm phục vụ mà chân thành không có, vì nó bắt phải phục vụ quỷ của nó, phục vụ bố già và cái băng đảng mafia của nó, mà chúng ta bị tước đi cái khái niệm phục vụ. Và đến khi cộng sản sụp đổ ấy, thì cái khái niệm phục vụ nó bị bóp méo. Cũng như thời hậu cộng sản ấy, sau này chúng ta sẽ phải chiến đấu với cái thời hậu cộng sản các bạn ạ. Nhưng không sao, đừng lo, tôi đã có chìa khóa để xử lý cái thời hậu cộng sản rồi. Chúng ta sẽ hỏi là chúng ta sẽ phục vụ bằng cách nào. Các bạn có thể hỏi, đang có hỏi với tôi muốn phục vụ người khác lắm, nhưng tôi không có tiền, tôi không quan hệ, tôi không được dạn dĩ, tôi không có tài năng như nhiều khác để phục vụ người khác, thì làm sao có thể phục vụ được người khác đây? Dễ thôi bạn ơi. Bạn hãy trung tín cho việc nhỏ nhất mà bạn đang có. Bạn hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta đấy đều được Đức Trời phú cho những năng khiếu nào đó. Chúng ta đều có một khả năng riêng nào đó. Và nhiệm vụ chúng ta là phải phát triển, phát hiện ra nó rồi phát triển nó.
nhiệm vụ chúng ta như người quản gia của Đức Chúa Trời, giữ những cái ơn đó, ơn nó như công cụ đấy các bạn ơi, rồi tìm nó, phát triển nó, trau dồi nó và dùng nó để phục vụ người khác bằng những cái ơn bạn đang có, bằng tài nguyên bạn đang có. Thí dụ, bạn hát rất giỏi, bạn hát rất hay, rất tốt. Ồ, hãy sử dụng giọng hát đó để mà khích lệ, xây dựng, gây dựng người khác. Thí dụ, bạn là người chịu đựng đến nỗi mà bề ngoài thì như quỷ cộng sản nó đè đầu cưỡi cổ mình, phóng uế lên mà vẫn im lặng, thì đừng nhìn cái sự tiêu cực đó, mà hãy nhìn cái tích cực, đó là bạn có sự chịu đựng và thích lắng nghe, thì bạn hãy trở thành nhà tâm lý học đi, để giúp người khác giải quyết nan đề của họ. Nếu bạn kiếm tiền giỏi, bạn nhà tài chính, làm kinh tế giỏi, thì hãy sử dụng cái ơn đó để giúp người nghèo họ được thành đạt, chứ không phải như những kẻ chọc phú, tỷ phú giả, triệu phú giả, triệu phú đểu ở Việt Nam đâu, chỉ làm giàu cho xương máu người khác thôi. Họ rút bòn rút người khác, họ không sinh ra những giá trị thặng dư thật, mà toàn lấy của người khác dồn vào mình và gọi đấy là của mình. Và tỷ phú đó là khá nhiều ở Việt Nam, triệu phú đó khá nhiều ở Việt Nam. Mà bạn nhìn thấy đấy, bạn để ý đấy, ở Hàn Quốc đấy, cái thước phim mà chúng ta xem ở đoạn đầu ấy, những cái nhân vật nào, các công ty nào mà định thông đồng với chính phủ để mà hưởng lợi gì đó, hưởng cái đặc ân ở đó, thì bị bắt và bỏ tù. Còn cái quan chức đó cũng bị xử án và ở bỏ tù. Thí dụ như bà cựu tổng thống Hàn Quốc mà chúng ta vừa mới được xem đó. Thế còn tại Việt Nam chúng ta, vì cái nhà cầm quyền là nhà cầm quyền không có tính hợp pháp, mà đó là cầm quyền, nhà cầm quyền của kẻ cướp, khi cướp chính quyền từ năm 1945 đến giờ vẫn chưa trả lại cho nhân dân, thành ra nó không thực hiện trách nhiệm của mình, nó tiếp tục sử dụng cái quyền đó để sao, bạn ý không, để mà móc nối bán quyền đó cho cái hội, cơ hội là hội con buôn. Tôi sử dụng từ con buôn, tôi không nói là các hội doanh nhân, bởi vì từ doanh nhân nó quá xa vời với tư cách đạo đức của họ. Ở trên thế giới, những tỷ phú ấy, họ bỏ ra hàng trăm triệu đô la, hàng nhiều tỷ đô la nữa để mà làm việc thiện, để mà giải quyết những cái vấn đề, vấn nạn nào đó trong xã hội của loài người chúng ta. Thế còn những cái tỷ phú Việt Nam thì sao? Ngược lại, họ giàu trên những nỗi đau của người khác, họ cướp bóc những nỗi đau của người khác, họ thông đồng móc nối với quan chức bất nhân của băng đảng cướp cộng sản để mà cướp đất cho người khác, để khiến cho cái danh sách dân oan, thậm chí dân oan nó lên đến cả trong Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Nội vụ, Bộ Công an, có cả người đó lên đến tận trời, để cái chén thách nỗi trời cứ càng ngày càng đầy, và đã đến lúc này quyết định đổ nó xuống trên đầu quỷ cộng sản để làm tan hoại nó. Ok. Còn nếu bạn là bác sĩ giỏi đấy, bác sĩ tốt đấy, thì bạn hãy chữa lành cho họ đi, không những chỉ thể xác đâu, mà hãy chữa lành cả tâm linh nữa, hãy tìm cách đó đi. Và các bạn hãy tìm xem, phát hiện ra trong mình có cái tài nguyên nào, hãy tìm nó, trau dồi nó và dùng nó để phát triển, để phục vụ người khác đi, rồi các bạn sẽ thấy hạnh phúc ra sao. Đấy, sự phục vụ thật mà quỷ cộng sản nó không bao giờ nói cho bạn biết, bởi vì nó đã cướp cái giá trị này của chúng ta từ bao năm nay rồi. Các bạn hãy nhớ rằng đời sống chúng ta được Đức Tạo Hóa ban cho để chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Và chúng ta càng dâng bao nhiêu, càng gieo mình bao nhiêu, thì nó càng được nhân bội bấy nhiêu. Tôi đã nhắc các bạn, nói với các bạn đấy, rằng cái sự đầu tư lớn nhất và quý giá nhất mà tuyệt vời nhất mà không bao giờ bị lỗ, đó đầu tư vào con người, đầu tư để phát triển nhân cách của chính mình rồi của người khác. Đầu tư đó không bao giờ lỗ, không những trong đời này mà cả đời sau nữa. Và hạnh phúc tột cùng khi mà chúng ta có, đó là khi chúng ta phục vụ người khác bằng những ân tứ, ơn gọi, tài năng của mình. Các bạn nhớ nhé. Và chúc các bạn hãy được hạnh phúc. Nguyện tất cả những giá trị nào đó của đạo đức mà quỷ cộng sản đã tước đoạt của chúng ta bao năm nay, nó quay trở lại với các bạn trong năm Hân Hỷ này, nhân danh Chúa Jesus Christ.
nguyện giá trị về lời nói, giá trị lòng biết ơn, giá trị sự tôn kính, giá trị về tinh thần trách nhiệm, giá trị tinh thần phục vụ, hoàn trả lại cho các bạn gấp nhiều lần hơn, vô vàn hơn. Bởi vì quy cộng sản nó bị tóm cổ, bị bắt quả tang. Và lời Chúa nói rằng khi nó bị bắt quả tang thì nó sẽ phải hoàn trả gấp 7 lần, tức là vô số lần những điều gì mà nó cướp của chúng ta. Vì vậy, trong danh Chúa Jesus Christ, tôi giải phóng ân điển thật lớn của Chúa Trời, sự dễ dàng thật lớn cho đến trên tất cả các bạn, đến trên toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, trên 100 triệu linh hồn của Việt Nam chúng ta trên khắp thế giới này, để tất cả các giá trị đó đều được gây dựng lại từ nơi đổ nát. Và ta công bố lửa thạch nộ và cho hủy diệt Đức Trời đổ không tương tiếc trên đầu quỷ cộng sản và tàn diệt nó ở dưới trời này, quét sạch nó khỏi đất và quăng xuống vực sâu trước kỳ hành phạt nó, trọng hành phạt khủng khiếp nhất. Và nguyện Đức Trời ngài thăm viếng cũng như ngài an ủi tất cả người dân Việt Nam chúng ta, để tất cả người dân Việt Nam chúng ta được ân điển để chuẩn bị lòng của mình đến ngày quyền thế của Chúa Trời, để phục hồi lại dân tộc này, quốc gia này, để nhận lại cơ nghiệp thực sự của mình trong danh Chúa Thánh Jesus Christ. Và nguyện Chúa Trời ngài chữa lành tất cả vết thương trong lòng của bạn. Ai đó đang bị trĩ, hãy tiếp nhận sự chữa lành bây giờ. Nhân danh Chúa Jesus Christ, hãy đặt tay lên cái phần mình bị đau. Tôi cầu nguyện và giải phóng năng quyền của Chúa Trời ra trên thân thể của bạn, trên cái phần, cái cơ quan thân thể của bạn đang bị đau đó. Và ta ra lệnh sự đau bị trục xuất ra khỏi cơ thể này, và công bố thần của Chúa Trời và sự sống lại của Chúa Jesus Christ trên bạn, trên thân thể của bạn. Ô, trên lương tâm, lương tri của bạn, trên cảm xúc và trí tuệ của bạn nữa, trong danh Chúa các thần Jesus Christ. Ai đang hục hạc với gia đình, đã công bố sự bình an, sự hòa giải, hòa thuận trong mối quan hệ trong gia đình đó. Ai đang bị rút tóc, ô hãy đặt tay lên đầu mình. Ô, tôi cầu nguyện để sự chữa lành Chúa Trời đến trên từng nang tóc, ô đến trên từng cái tế bào mô, ô đến trên từng tế bào cơ thể các bạn, ô nội tạng cũng như cả da biểu bì, để phục hồi lại tất cả cho bạn trong danh Chúa Jesus Christ. Bởi vì các bạn đều là tạo vật yêu dấu nhất của Chúa Trời, tạo vật đẹp nhất của Chúa Trời trong vạn sáng tạo này. Hãy đánh giá cao chính bản thân mình nhưng không kiêu ngạo. Hãy sử dụng bản thân mình vì bạn là rất cao, rất giỏi, được dựng nên để phục vụ người khác bằng cái ơn ở đó mà chỉ các bạn có mà thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn có phản biện gì thì cứ mạnh dạn đề xuất vào đây nhé. Tôi cảm ơn các bạn thật nhiều và xin các bạn hãy vui lòng chia sẻ cái clip này ra. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong buổi phát sóng lần sau. Khi một thời gian nữa, khi chúng tôi hoàn thiện nốt một số cái phần cứng, thì có thể mỗi ngày tôi sẽ phát trực tiếp ít nhất là một buổi về cái chủ đề này. Bởi vì nó quá nhiều các bạn ơi. Các bạn để ý thấy không? Ngày hôm nay chỉ là ngày 0032 thôi. Rồi đến ngày đó sẽ là 9999 để bước sang con số là 10.000. Cái bài giảng 10.000, bài chia sẻ số 10.000. Và nếu một tuần mà chỉ 2 buổi thì quá ít. Tôi sẽ mất hàng chục năm. Thì thế tôi sẽ cố gắng để mỗi một ngày ít nhất một buổi, thậm chí sẽ 2 buổi, 3 buổi nào đó. Nhưng sẽ có giai đoạn chúng ta sẽ tự do thoải mái các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúa chúc phúc cho các bạn. Và hãy vui mừng, hãy vui lên vì quỷ cộng sản đã bị Đức Trời phán xét và diệt dưới trời. Amen. Chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó trong ngày sắp tới. Hãy chúc phước cho dân tộc của chúng ta. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tạm biệt các bạn.